Nên Ngọc sẽ review về một loại toner khá là đặc biệt trong số tất cả những loại toner mình từng dùng qua. Loại này có chứa axit trực tiếp, đó là loại Liquid Acid 7% của nhà The Ordinary. Nó là toner nhưng mà mình có thể sử dụng linh hoạt giữa là dạng toner và dạng tẩy tế bào chết dạng rửa. À, các bạn cùng xem video để xem là Ngọc thích cái cách nào hơn nha. Phần chính của cái loại toner này chắc chắn là Liquid Acid rồi. Ngoài ra thì nó sẽ còn có thêm cả nha đam với lại nhân sâm để là dịu da. Bản thân mình đánh giá cái việc chăm chích của sản phẩm này thì nó không quá tới mức khó chịu. So sánh độ chăm chích với loại Biolin AHA và BHA hoặc là loại Lactic Acid, chắc chắn là loại này nó nhẹ nhàng nhất luôn. Những bạn nào da nhạy cảm khi mà sử dụng sản phẩm này cũng có thể yên tâm được phần nhiều, bởi vì nó không có cồn nè, silicon, paraben hay là sunfat luôn, đảm bảo là da mình không có bị kích ứng bởi những cái thành phần đó. Với 400.000 các bạn có thể sở hữu sản phẩm này, và mình sẽ không cho sản phẩm này vào danh sách là có tính tiết kiệm cao. Mình chỉ cần thêm khoảng tầm 100 mấy 200 ngàn thôi là mình có thể sở hữu được hai chai toner mà nhãn hàng khác cùng với lại cái dung tích này luôn á. Đã thử sản phẩm này ở giai đoạn toner là khoảng tầm 2 tháng hơn xíu, thì mình thấy là thật sự nó cũng không có quá đặc biệt như là kiểu mình mong đợi, để là hỗ trợ nhiều cho cái việc làm sáng, bởi vì mình bụng thâm rất là nhiều. Sau đó thì mình có chuyển chức năng sử dụng sản phẩm này thì mình thấy là nó hoàn toàn chính xác luôn. Và nó có hai lý do khiến cho mình chuyển chức năng sử dụng của sản phẩm này á. Đầu tiên á là bởi vì cái tính axit trực tiếp của sản phẩm, cho nên là khó kết hợp với lại những cái dạng serum đặc trị hoặc là những loại kem dưỡng khác. Điều thứ hai chính là về cái kết cấu của nó, mặc dù là ở dạng khá là lỏng nhưng mà khi mình cho lên da ở dạng toner thì mình cần phải đợi khá là lâu, khoảng tầm 15 phút để cho nó thấm hết hoàn toàn vào da của mình thì mới có thể xuất những cái dạng serum hoặc là những dạng kem dưỡng tiếp theo, cho nên là nó khá tốn thời gian vào công đoạn dưỡng da buổi tối của mình. Sau khi mình rửa mặt sạch sẽ xong thì mình chế sản phẩm này vào một cái bông tẩy trang, đổ nhiều hơn bình thường chút xíu. Đổ vào mình sẽ thoa đều vào trên mặt nè, rồi trên vùng cổ nè, phía sau cổ nè, để mà nó có thể tẩy tế bào chết tốt hơn. Và sau đó thì mình không có quăng bộ cái miếng tẩy tế bào chết đó đi, thì mình sẽ để trên những cái vùng nào bị thâm nhiều, ví dụ mụn này hay là mấy cái vùng mà mình đeo kính á. Bởi vì nó là dạng toner cho nên là các bạn có thể để lưu lại trên da mình lâu hơn một xíu so với những dạng Biolin. Để các bạn thấy là sau khi mình rửa lại, da cực kỳ mềm luôn, mình thấy nó mịn một cách dễ chịu luôn á. Nói chung là rất là tuyệt vời, và cái cảm giác khô sau khi rửa mặt nó không nhiều như là loại Biolin kia. Nice. Tóm lại thì đây là mẫu sản phẩm nó thật sự không có hấp dẫn mình để mua lại lần thứ hai, bởi vì cái chức năng tẩy tế bào chết ok, dịu nhẹ chấp nhận, nhưng mà chức năng làm toner thì thật sự không quá ấn tượng. Các bạn sao, các bạn có ý kiến gì về sản phẩm này không? Nhớ nói cho mình biết bằng cách để lại bình luận nha. Và video đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.